Hello anh em nha, mình đang có mặt tại Sóc Trăng anh chị. Không, Sóc Trăng nha. Lâu lắm mới đi mua xe anh chị, gần nửa năm rồi mới đi mua xe. Bình thường mình nhân viên đi mua mà. Bữa nay hứng hứng đi 3 giờ sáng dậy đi mua được Karen cột quá, nghe nói Karen chạy ít cây số một chủ rồi đi mua luôn. Đi bằng City mới lấy hôm qua luôn nè anh chị, City bản gỡ bản full nữa nè. 2021 ha. Xe này chạy sướng nha, đổ 500 ngàn sang chạy 500 cây luôn, ghê thiệt chứ. Karen này thì máy 2.0 bản full cửa nóc anh chị nha, nỉ zin còn, ghế nỉ zin luôn. Bốn biển 5 số đời 2012, một chủ từ đầu anh chị nha, một chủ gia đình không lỗi, không taxi hết trơn anh chị. Hai dàn lạnh ABS túi khí nguyên dàn cái nỉ zin nè, đẹp ghê chưa. Xe này xe mọc xe dân anh chị, xe mọc dân mà em chưa có dọn rửa, mới cho đi lấy về á, mời về tới nhà chiều nay, về tới nhà cái vệ sinh lại xì ba lại anh chị ha. Xe dơ quá trời, bản full cửa nóc anh chị, đẹp không, 200 hơn à. Anh chị quan tâm mẫu nào nhắc máy alo bé Thịnh mình nha, 0834333371 0866678971. Cô chú này nói chung ở qua đây anh em thấy người ta đã lắm, người đen đẹp ghê, cứ da ngâm ngâm đã kìa. Giờ chắc kiếm chỗ nào đi nhẹ nhẹ cái về ha. Đấy, anh em quan tâm mẫu nào alo cho em Thịnh nha.